Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng chiếc đầu giải mã DAC Fio K5 Pro ESS. Đây là một thiết bị đầu giải mã DAC chuyên nghiệp, giải mã 32 bit, nhạc chất lượng cao thế hệ mới của thương hiệu Fio. Thiết bị này sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu băng, đầu đĩa thông thường. Chúng ta sử dụng Fio K5 Pro để nghe nhạc chất lượng cao, nghe nhạc lossless và hát karaoke online, kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng Tiến Dũng thực hiện ngay bây giờ. Trước mặt quý vị và các bạn là hai chiếc đầu giải mã DAC của thương hiệu Fio. Đây là hai thiết bị đầu giải mã DAC nhạc chất lượng cao 32 bit. Chiếc ở phía dưới là Fio K5 Pro phiên bản cũ và chiếc ở phía trên là Fio K5 Pro ESS phiên bản mới. Chúng ta nhìn phía vỏ bên ngoài thì nó hoàn toàn giống nhau. Các tem chuẩn Hi-Res Audio cũng hoàn toàn giống nhau. Đây là một chiếc đầu giải mã DAC nhỏ gọn với phần vỏ nhôm phay rất đẹp. Chúng ta sẽ phân biệt hai bản bằng cách là nhìn ở góc phải phía đằng sau. Chiếc có dập dòng chữ ESS là phiên bản nâng cấp, phiên bản sử dụng chip giải mã ES9038Q2M 32 bit. Còn chiếc ở phía dưới là phiên bản cũ sử dụng chip giải mã là AKM. Hai chiếc này quý vị và các bạn sẽ sử dụng là hoàn toàn giống nhau. Với chiếc Fio K5 Pro thì hãng đã ngưng sản xuất. Và mẫu thế hệ mới nhất hiện nay là Fio K5 Pro ESS. Toàn bộ phần vỏ máy là nhôm phay, cầm rất chắc tay. Chiếc này có kích thước rất nhỏ gọn. Fio K5 Pro ESS có kích thước chiều ngang là 12cm, chiều sâu 15cm và chiều cao là 5,5cm, trọng lượng 480g. Đây là một chiếc giải mã DAC rất đáng chơi của thương hiệu này với phân khúc giá chỉ dưới 5 triệu. Quý vị và các bạn sẽ sử dụng kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn sử dụng sản phẩm này rất đơn giản, bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Nguyên phần vỏ hộp máy là nguyên siêu như thế này. Và Tiến Dũng đã khui ra và sử dụng một tháng nay. Và sau khi sử dụng trải nghiệm một thời gian thì Tiến Dũng nhận thấy là đây là một chiếc rất đáng chơi. Âm thanh của nó rất tốt, dễ sử dụng và dễ lắp đặt, cũng như là độ ổn định, độ bền của nó rất cao. Với những chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp như thế này thì độ bền, độ ổn định nó sẽ cao hơn so với những chiếc đầu giải mã tích hợp như là của hàng bãi nội địa Nhật. Đây là bên trong phần hộp máy sẽ bao gồm là những miếng xốp để bảo vệ máy, cũng như là catalo và giấy bảo hành kèm theo. Trong hộp linh phụ kiện sẽ bao gồm là những linh phụ kiện sau đây. Đây là một dây nguồn để cấp nguồn cho adapter. Máy này sử dụng là nguồn điện autovolt 110 cho đến 220V. Với dây nguồn này thì với tiêu chuẩn Mỹ thì sẽ là dây nguồn 3 chấu. Anh em nào không có 3 lỗ này thì chúng ta có thể bẻ cái rắc tròn này đi. Đây là adapter nguồn. Máy này sử dụng nguồn autovolt điện 100V cho đến 240V. Với phần output là 15V DC. Máy này sử dụng nguồn đến 15V nên âm thanh của nó rất mạnh. Cường độ dòng điện là 1.5A. Với hai tiêu chuẩn này thì quý vị và các bạn sẽ rất yên tâm với Fio K5 Pro, đó là tiêu chuẩn CE và FC. Đây là hai tiêu chuẩn khắt khe và cao cấp nhất về thiết bị điện tử trên toàn cầu. Với máy này sử dụng nguồn autovolt thì quý vị và các bạn sẽ rất tiện dụng, rất dễ sử dụng. Và trong đây sẽ bao gồm là những linh phụ kiện nhỏ hơn, một cáp USB để kết nối với máy tính hoặc kết nối với điện thoại di động, một jack 6.3 ly, jack này để kết nối với tai nghe. Quý vị và các bạn sử dụng tai nghe thì sẽ lấy cái jack này ra để kết nối vào 6.3 ly này, nó sẽ chuyển đổi ra 3.5 ly. Ở đây là những cái chân cao su. Phía dưới bụng của máy thì đã có 4 chân hãng dán sẵn. Còn anh em nào muốn dán máy để nghiêng như thế này thì sẽ dán 4 cái chân vào phía dưới này. Thông thường thì anh em sẽ để nằm như thế này thì tôi thấy nó đẹp hơn. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn sử dụng chiếc này rất đơn giản. Phía trước mặt máy sẽ bao gồm là một công tắc nguồn kèm theo là chức năng volume.
chúng ta vặn lên và chúng ta vặn xuống nghe cạch một cái là nó tắt. Ở đây có hai nút, một là nút input chọn ngón vào như là cổng optical, cổng line và cổng USB. Ở đây có một nút gain, gain là tăng giảm độ mạnh của âm thanh. Thông thường chúng ta sẽ đẩy nút gain này lên trên cùng để cho âm thanh nó mạnh nhất. Ở đây là nút lỗ tai nghe, chúng ta có thể kết nối với tai nghe full size hoặc tai nghe nhỏ hơn là tai nghe in ear thì chúng ta sẽ kết nối cái jack này vào đây. Phần vỏ máy được thiết kế rất là chắc chắn. Đây là giao thức phía mặt sau. Khi chúng ta mua về thì sẽ có các cái nắp chụp như thế này. Chúng ta sẽ gỡ bỏ hết mấy cái này ra. Ngay cổng optical này thì có một cục nhựa màu đen. Chúng ta sẽ gỡ bỏ luôn cái cục nhựa màu đen này đi. Giao thức mặt máy này thì rất dễ đơn giản. Ở đây là phần nguồn điện 15V, cổng USB, cổng line out để xuất tín hiệu ra, cổng line in để nhận tín hiệu vào, cổng optical để kết nối từ cổng quang và cổng Coaxial là kết nối từ cáp đồng trục. Ví dụ anh em muốn sử dụng với đầu CD, giải mã đầu CD thì sẽ kết nối cáp đồng trục vào đây. Và để sử dụng sản phẩm này thì rất đơn giản. Quý vị và các bạn sẽ lấy adapter nguồn ra, kết nối vào nguồn điện. Máy này sử dụng điện là auto volt nên chúng ta rất yên tâm. 110, 220 đều được. Quý vị hình dung đây giống như là một chiếc đầu đĩa. Và để chiếc đầu đĩa chạy được thì đầu tiên chúng ta sẽ kết nối nguồn điện vào, nguồn điện adapter 15V vào đây. Kế bên này là cổng USB. Nếu anh em sử dụng với điện thoại hoặc với máy tính thì chúng ta sẽ lấy cái cáp này hãng tặng kèm theo kết nối vào đây. Đầu này, đầu USB này chúng ta kết nối thẳng vào máy tính là sử dụng âm thanh từ máy tính. Nếu như quý vị và các bạn sử dụng với TV Ethernet thì chúng ta sẽ lấy dây optical. Ở đây hãng đề optical in. Một đầu chúng ta kết nối vào cổng optical này với mục đích để truyền dẫn âm thanh số từ cổng quang của TV truyền dẫn đến đây. Đầu còn lại của dây quang này chúng ta sẽ kết nối vào cổng optical của TV Ethernet. Và như vậy là việc kết nối đã hoàn tất. Chúng ta sẽ kết nối giải mã Fio K5 Pro ESS đến dàn âm thanh. Có thể là dàn nghe nhạc hoặc có thể là dàn hát karaoke. Fio K5 Pro ESS sử dụng chip giải mã ES9038QM2 32 bit. Chiếc này cho âm thanh rõ, nét, độ trung thực và độ chi tiết rất cao. Và đặc biệt tiếng của nó rất mạnh mẽ. Nếu như quý vị và các bạn sử dụng với phần rê in này thì chúng ta sẽ kết nối với những thiết bị như là đầu băng, đầu đĩa kết nối vào đây. Máy sẽ hoạt động như là một chiếc rê amplifier. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất và chúng ta chỉ cần khởi động máy lên. Chúng ta sẽ vặn cái công tắc này lên. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh rất rõ nét từ một chiếc TV Ethernet truyền dẫn đến cổng quang, cổng optical. Thiết bị này chúng ta sẽ nghe được âm thanh của nó rất tốt và đặc biệt là độ bền, tính ổn định của nó còn cao hơn những chiếc đầu giải mã tích hợp của nội địa Nhật thông thường. Máy này rất dễ sử dụng. Nếu như quý vị và các bạn muốn sử dụng với điện thoại di động thì với cáp USB này chúng ta cần trang bị thêm một cáp OTG. Với iPhone thì chúng ta sẽ mua cáp OTG cổng là Lightning. Còn đối với iPad hoặc là các dòng điện thoại Samsung thì chúng ta mua cáp OTG này là Type-C. Lưu ý với quý vị và các bạn, cáp OTG nó không phải là một cái dây dẫn thông thường mà nó có chứa chip ở trong này. Chúng ta nên mua những cáp OTG hàng chính hãng, hàng có tiêu chuẩn cao để việc kết nối nó ổn định và chúng ta sẽ nhận được âm thanh nó hay hơn. Ví dụ như cáp OTG Lightning của DD Hi-Fi thì Dũng đang sử dụng ở đây với mức giá 950.000. Còn đối với những cáp OTG hàng chợ thì nó chỉ có khoảng 100-200 ngàn. Chúng ta sẽ kết nối cái cáp USB này vào một đầu của cáp OTG và đầu còn lại thì chúng ta sẽ kết nối với điện thoại di động. Kết nối vào cổng sạc của điện thoại di động để chúng ta có thể nghe được nhạc chất lượng cao. Như vậy là việc kết nối đến điện thoại di động đã hoàn tất. Chúng ta sẽ bật máy về vị trí dưới cùng là vị trí chữ U, U tức là USB.
và chúng ta chỉ cần thưởng thức âm thanh. Tôi đang sử dụng một app nghe nhạc chất lượng cao, nhạc lossless của Spotify với mức chi phí chỉ vài chục ngàn một tháng. Quý vị và các bạn đang nghe nhạc chất lượng cao từ điện thoại di động. Chờ anh cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Đây là một chiếc đầu giải mã DC mà tôi rất thích, bởi vì độ bền của nó cao, tính ổn định rất cao và rất dễ sử dụng. Tất cả các nút trước mặt máy đều là nút cơ học nên bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Công tắc input này thì khi chúng ta bật xuống dưới cùng là chơi cổng USB kết nối với máy tính hoặc điện thoại như thì chúng ta sử dụng ở đây. Bật lên chính giữa là sử dụng với cổng line in. Quý vị có thể kết nối đầu băng hoặc đầu đĩa của mình vào cổng line in hai giác còn đang bỏ trống ở đây để sử dụng máy như là một chiếc rề arm. Và nấc trên cùng là chơi với TV Ethernet cổng quang. Điện thoại. Như vậy là Tiến Dũng vừa hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng chiếc đầu giải mã DC Fio K5 Pro ESS thế hệ mới. Đối tiện đây thì Tiến Dũng cũng xin phép quý vị và các bạn, Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm này với mức giá trong đợt hàng này cực kỳ ưu đãi, cực kỳ hấp dẫn. Fio K5 Pro ESS với tình trạng mới nguyên siêu, nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Sản phẩm này giải mã 32 bit, giải mã nhạc chất lượng cao Hi-Res Audio. Chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính. Máy này sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu băng, đầu đĩa thông thường. Hàng made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, dốc chuẩn CE và FC. Đây là hai tiêu chuẩn khắt khe nhất về các thiết bị điện tử trên toàn cầu hiện nay. Sản phẩm này với tình trạng mới nguyên hộp, nguyên siêu thì nó sẽ như thế này. Với mức giá chính hãng hiện nay là 4.990.000. Video ngày hôm nay thì Dũng phục vụ quý vị và các bạn mức giá đặc biệt hơn rất nhiều, chỉ 4.200.000, tức là mức giá cạnh tranh đến 790.000, mức giá rất ưu đãi chỉ có tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và đặc biệt hơn nữa, trong video này thì Dũng sẽ tặng theo hai phần quà tặng, đó là một dây AV Roen của Ý chiều dài 80cm và một dây Optical chiều dài 1,5m. Hai món quà này trị giá 600.000, thì Dũng sẽ dành tặng cho những sản phẩm đầu tiên của Fio K5 Pro ESS trong chương trình ưu đãi này. Mức giá rất tuyệt vời chỉ có tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn, 4.200.000, rẻ hơn giá thông thường trên thị trường khoảng 700-800.000. Đây là một dịp rất đặc biệt để quý vị và các bạn sở hữu được hàng chính hãng và với mức giá rất ưu đãi và phần quà tặng đặc biệt chỉ có tại Tiến Dũng Audio. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu sản phẩm này với mức giá rất ưu đãi. Và chương trình này sẽ kết thúc khi những sản phẩm đầu tiên này không còn nữa. Cuối cùng thì Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.